Rồi, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến kênh của Thắng Biker. Thì hôm nay mình xin báo tin với anh em là hôm nay tất cả các dòng xe đều đang giảm giá rất là mạnh anh em nhé. Đấy. Và hôm nay cũng có một số dòng xe nhỏ cho anh em này. Hôm nay sẽ cập nhật lại giá cho anh em. Đấy, giá hôm nay thì giảm tuột quần luôn anh em nhé. Anh em mà đang xem video mình đang thích cái dòng nào thì để ý kỹ giúp mình ha. Và mình sẽ báo giá hết tất cả cái dòng xe giá rẻ nhất tại cửa hàng ha. Còn những dòng xe phân khối lớn hơn 150 hoặc phân khối lớn hơn thì cũng đang giảm giá rất mạnh. Mình cái video sau mình sẽ là cập nhật cái dòng đó cho anh em ha. Thì mình sẽ đọc lại địa chỉ cửa hàng để anh em tham khảo ha. Địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gia An, Bình Dương nhé. Số điện thoại cửa hàng là 092 770 và 448 anh em nhé. Nếu anh em mà đang cần một chiếc xe hoặc là muốn đổi xe lên CC thì em có thể là liên hệ trực tiếp cửa hàng ha. Thì cửa hàng vẫn có hỗ trợ trả góp và ship xe cho anh em ở mọi miền Tổ quốc luôn ha. Còn anh em đang xem video thì đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mình ha. Thì đây là những dòng xe giá rẻ nhất này. Đấy, xe là 125 nhá. Bên dưới kia thì là 150. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống bên dưới để cập nhật lên cho anh em nhá. Hôm trước thì cập nhật trên xuống, hôm nay sẽ cập nhật dưới lên. Thì mấy cái dòng này thì giá rất là mềm luôn anh em ạ. Cái con này thì giá 18 triệu này, mình xíu mình sẽ quay lên lại cho anh em ha. Đấy, mấy con này cũng là 18 triệu này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật mấy con dưới cùng cho anh em ha. Thì chiếc đầu tiên này thì giới thiệu với anh em chiếc đây là Suzuki Wonder 150i nhá. Thì giá cũ của nó là đang 30 triệu nhưng hôm nay thì giảm 3 triệu luôn anh em ạ. Đấy. Giảm 3 triệu chỉ còn 27 triệu thôi. Đấy, còn 27 triệu anh em nhá. Con này thì đời 2014, biển 82. Đấy, đây là dòng của Wonder 150 của Suzuki anh em nhá. Đấy. Nó thì cái dòng này thì nó kiểu dáng thì giống Suzuki EN thôi. Đấy. Giá rất là mềm luôn. Hôm nay thì xả tụt quần luôn anh em ạ. Chiếc tiếp thứ hai cũng là một chiếc Honda luôn. À, Honda 150 thì hai chiếc giống nhau luôn anh em nhé. Chiếc này thì 215, biển 71 nhá. Thì con này hôm nay thì cũng là xả cho anh em với còn 27 triệu thôi. Hai con này đồng giá luôn anh em nhé. Rồi, chiếc thứ ba. Chiếc này là Suzuki EN thì nói chung là ba cái dòng này thì nó cũng là anh em với nhau thôi, kiểu dáng cũng tương tự giống nhau ha. Con này thì đăng ký 214 anh em nhé. Đó, đăng ký 214 ha, biển 47. Con này thì cửa hàng đang bán ngày giá cũ của năm là 31 triệu 9 nhưng hôm nay chỉ có giảm còn 28 triệu thôi. Đó, xe còn rất là đẹp này. Đó, bạn quay lên cho anh em xem này ha. Đó, bản thờ của nó này. Đây con này thì chủ xe có lên cù năng ghi đông này, ghi đông này, hai kính zin đầy đủ ha. Đó, con này thì có lên chống đổ nha anh em nhé, lên chống đổ này, đèn chở sáng này ha. À, lốc máy thì còn rất là đẹp luôn, xe zin từ đầu đến đuôi. À, xe cực kỳ đẹp ha. Rồi, tiếp theo giới thiệu anh em một chiếc nữa là một số con của GBX nhá. Mấy chiếc là của 250cc của dòng GBX Legend. Chiếc này là GBX Legend 200cc anh em nhá. Nếu anh em mà muốn lên CC cái dòng này phải có bằng A2 anh em nhá. Vì cái này dòng này nó 200cc rồi. Con này thì biển 72, đăng ký 2020 nhá. Đó. Giá hiện tại cửa hàng giá cũ của nó là 342 triệu 9. Hôm nay thì giảm giá cho anh em chứ còn 39 triệu thôi. Đó. Cái dòng này thì xuống kiểu cà phê ly sơ rồi, hai đĩa nhá. Trước là hai đĩa này, bánh căm ha. Đó. Xe cực kỳ đẹp luôn. Rồi, tiếp thứ hai cũng là Gilateman 200cc. Đó. Chiếc này thì giá cũng đang giảm chứ còn 38 triệu thôi. 38 triệu anh em nhá. Con này 39, con này 38 này. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo cũng là dòng GBX nhưng mà nó là Legion ha. Con này là Legion này, biển 85 219 nhá. Giá cũ của nó là 36 triệu 9, hôm nay thì giảm giá cho anh em luôn. Chỉ còn 32 triệu thôi. Đó. Con này thì lên tay thắng tay côn Rambo anh em nhá. Đó, tay thắng tay côn Rambo. À, đổ lên đầu đèn LED này ha. Đó. Con này thì mình thấy là đổ lên bô, lên đèn, lên tay thắng, kính gù ha. À, nói chung là cái dòng kiểu dáng nó rất là đẹp luôn ha. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho em chiếc nữa ha. Chiếc này là cũng là Gilateman 200. Đó, 200 của hãng GBX luôn ha. Con này thì biển 86 nhá, đời 2019 nhá. Con này thì cửa hàng đang bán với giá là 37 triệu thôi anh em nhá. Giá cũ của nó là 40 triệu, hôm nay thì xả cho anh em còn 37 triệu thôi. Con này thì cũng có lên tay thắng tay côn Nissin này ha. Đó, ghi đông thì gà xuống giống kiểu cà phê laser thì hôm trước cũng có báo cho anh em rồi ha.
Chiếc tiếp theo cũng là một chiếc Gelateman 200cc. Chiếc này thì mình thấy là có lên bộ đồ chơi này ha. Đó. Rồi kiến đầy đủ, kiến zin đầy đủ nhá. Đăng ký 2020, biển 60 anh em nhá. Giá cũ của nó là 42 triệu 9, hôm nay thì giảm cho anh em xuống chỉ còn 39 triệu thôi. Đấy. Ok. Thì mình báo giá qua, nếu anh em mà thích cái dòng nào thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cửa hàng nhé. Cửa hàng sẽ cung cấp thông tin hình ảnh kỹ hơn cho anh em ha. Thì đây, hai chiếc FZ S150. Đấy. Chiếc này thì hôm nay cũng đang giảm luôn. Giá cũ của nó là 21 triệu 9, hôm nay thì giảm cho anh em chỉ còn 18 triệu thôi anh em nhé. 18 triệu, một em FZ S biển 70 2013. Đấy. FZS con này thì nó vẫn là xài xăng cơ này ha. Đấy. Giá rất mềm luôn cho một em FZ. Còn con bên này, con em này thì đăng ký 2014 này, biển 66 anh em nhé. Giá cũ là 23, bây giờ giảm 3 triệu luôn, chứ còn 20 triệu thôi. Đấy. 20 triệu anh em nhé. Đấy, con này thì lên xăng điện tử này ha. Đấy, có xăng điện tử rồi này. Con này xăng cơ này. Rồi. Tiếp tiếp theo là giới thiệu anh em chiếc con này là RSX GDX Bandit anh em nhé. Đó, GDX Bandit, con này thì cửa hàng bán với giá bây giờ chỉ còn 33 triệu thôi. Giá cũ của nó là 36 triệu 9, hôm nay thì giảm cho anh em luôn. Còn 33 triệu thôi, đăng ký 2018 nhé. Đấy, biển 93. Đó. Con này thì cũng có lên tay thắng tay côn đồ chơi này, Rambo ha. Đó. Thì con này cũng có lên một số Titan ha. Đấy. Giá rất là mềm luôn. 33 triệu cho em Suzuki Bandit ha. Rồi. Rồi giới thiệu anh em mấy chiếc xe mới này, chiếc cũng nó có báo giá qua cho anh em rồi ha. Hôm nay thì cũng giảm giá cho anh em luôn ha. Chiếc này là chiếc Bridgestone. Bridgestone City chứ quên. Nó tại nó giống cái dòng Bridgestone quá. Con này thì hồ sơ cầm tay anh em nhé, con này là xe mới 100% này, ba chiếc là xe mới 100% nhá, đó, ba chiếc là xe mới 100%, bao VAT, bây giờ giá chỉ còn 26 triệu thôi anh em nhé, 26 triệu một chiếc xe mới 100% luôn, và 125cc, đấy, bao VAT cho anh em luôn này ha, đấy. Giá rất là mềm luôn, đấy là ba chiếc xe mới 100% ha, rồi, chiếc tiếp theo mình giới thiệu anh em là chiếc GBX Demon, con này cũng là 150 của hãng GBX nha nha. Con này thì giá cũ của nó là 27 triệu 9. Bây giờ giảm chỉ còn 24 triệu thôi. Đó, 24 triệu anh em nhá. Là có một em 150cc, đăng ký 2020 luôn. Đấy. Xe thì mình thấy là xe zin đét từ đầu nuôi luôn ha. Rồi. Đấy, dòng này thì giá còn rẻ nữa anh em này. Con này thì TNT của Benelli 125cc nhé. Con này biển 70, đăng ký 2019. Giá cũ của nó là 18 triệu 9, hôm nay thì giảm cho em chỉ còn 16 triệu thôi. Đấy, 16 triệu cho một em 125cc của Benelli. Đấy, cái dòng này thì nó là full xăng điện tử anh em nhé. Em mà đi cũng là khá là tiết kiệm xăng. Odo mới đi 7.000 cây thôi anh em ạ. Hết hết xăng này. Con này mà hết xăng anh em ạ. Đấy. Giá rất là mềm luôn. Xe còn rất là cứng này, đây là xe này có bọc keo nguyên chiếc rồi ha, lên bộ đồ chơi thôi. Đấy. 16 triệu đăng ký 2019 nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lên bên trên đây giới thiệu anh em chiếc này ha. Chiếc này là chiếc cũng là của GBX luôn đấy, nhưng mà con này thì nó là không có tay côn nhá, số tự động ha. Đấy. Mô tô nhưng mà số tự động nhá. Đấy. Rồi giá hôm nay chỉ còn 18 triệu thôi, hôm trước là 20 triệu, hôm nay giảm chỉ còn 18 triệu thôi nhé. Giá rất mềm, kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đây, anh nhìn thấy không? Giờ để Demon X ha. Đấy, để Demon X nhưng có chữ X trước luôn. Con này thì odo đi 25.000 cây. Rồi, yếu bình luôn này, con này để khá lâu. Đấy. Con này thì đã có lên một cái thùng PV đằng sau này, để cho em để kéo đồ này ha. Trên bộ đồ chơi. Đấy. Kiểu dáng xe nhỏ nhưng mà kiểu dáng thiết kế rất là đẹp nhá. Rồi đây giới thiệu anh em hai chiếc FZ gọi là Vision 155 đấy, chiếc màu trắng
trắng xanh này thì hôm nay cũng đang giảm giá anh em nhé. Con này biển 60, đăng ký 219 này. Giá cũ của em nó là 45,9 triệu. Hôm nay thì giảm chỉ còn 42 triệu thôi. Đấy. Dòng FZ 155 ha. Con này thì cố lên chống đổ rồi ha. Còn đâu là xe zin hết. Ô đô con này đi 11.000 cây rồi. Đấy. Bô thì đã có mốc nhẹ nhẹ rồi. Ha. Máy móc thì thì thầm lắm nhưng mà. Đó. FZ 155 ha. Và chiếc thứ hai FZ 155 luôn, có một chiếc là một chiếc đỏ đen. Con này thì mình thấy là cũng là xe zin hết nhá. Con này thì hôm nay thì cũng giảm giá cho anh em luôn. Đó, biển 86 đời 2018. Giá cũ của em nó là 44 nhá. Hôm nay thì giảm chỉ còn 40 triệu thôi. 40 triệu cho em FZ 155 ha. Xe zin dead luôn. Đó. Xe zin hết nhá. Biển 86. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo giới thiệu em một chiếc nữa. CB Vera 150. Con này biển 71 em nhá. Đấy. Biển 71 thì xem ô tô con này nhá. Đấy, dòng này thì được cũng được khá nhiều anh em quan tâm. Con này thì biển 71 218 này. Giá cũ nó là 38, hiện tại thì đang giảm chỉ còn 35 triệu thôi. 35 triệu nhá. Đấy. Cực kỳ mềm luôn, đăng ký 218. Xem ô tô con này nhá. Ô tô mới đi 12.000 cây. Đấy. Máy của Honda lúc nào cũng thì thầm ấy em ạ. Rất là êm luôn. À. Vera. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đến dòng Yamaha IB 125cc. Đấy. Hôm nay thì cũng đang giảm giá luôn. Giá cũ nó là 32 triệu 9. Hôm nay thì giảm chỉ còn 30 triệu thôi. Đấy, anh em đang cần chưa gì thì nhanh tay ha. Ok, con này thì đang rút hồ sơ rồi. Đăng ký 218 anh em nhá. Đấy. 30 triệu thôi. Cực kỳ mềm luôn. Ha. Rồi. Đấy. Rồi, tới dòng TFX. TFX 150. Đấy, TFX thì kiểu dáng thể thao cực kỳ đẹp luôn. Con này thì đăng ký 217 nhá. Đấy, biển 68. Giá cũ của em nó là 40 triệu 9. Hôm nay thì giảm chỉ còn 37 triệu thôi. Giá quá mềm luôn anh em nhá. Đấy, TFX bây giờ chỉ còn 37 triệu thôi. Cực kỳ đẹp luôn, kiểu dáng thể thao ha. Đó. Con này thì mình thấy là có bao tay đổi lên, bao tay đồ chơi này ha, lên chống đổ này, lên một cây bô AK. Đó là còn xăng không, nổ máy cho anh em nghe tiếng không. Quá mềm luôn, ô đô mới đi hơn 7.000 này, phải không ta? Lướt về ha. Dẻ cũng rất dày luôn, chưa bị sọc mòn gì hết nhá. Cái mâm thì đã sơn lại rồi, máy móc thì thầm lắm. Rồi, ok. Rồi, chiếc kế bên cũng là một chiếc TFX. Con này thì đã lên tem chùm rồi ha. Con này thì cũng là đăng ký 217 nhá. Biển 93. Đó. Giá cũ của nó là 43 triệu 9. Hôm nay thì giảm chỉ còn 39 triệu thôi. Đó. Con này thì cũng có lên một số đồ chơi như là đèn chở sáng này ha. Đó, tay thắng, tay côn, nít xin. Đấy, và một số titan em nhé. Xem ô đô con này nhé. Tiếp bích thì kiểu dáng cực kỳ đẹp rồi. Thể thao. Con này thì ô đô 22.000 rồi. Đó, ô đô 22.000 cây. Con này thì cũng có lên bộ đồ chơi rồi. Đó. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lên đến cái dòng 125cc cho anh em ha. Đây. Đây có MX 125 ha. Đây. Rồi, con này muốn hết bình rồi. 125cc. Con này thì mình thấy là có hạ phuộc anh em nhá. Có lên như là kiếu phuộc dài thêm một khúc lên anh em ạ. Kiểu dáng nó nhìn nó ngầu hơn xíu. Con đăng ký 215. Biển 61 nhá. Giá cũ cái nó là 25. Hôm nay thì giảm 2 triệu chứ còn 23 triệu thôi. Tay thắng, tay côn đồ chơi, bao tay đồ chơi này, ủ năng ghi đông, bô đồ chơi với lại kéo gấp dài ra thêm ha, gấp này để kéo dài thêm ha, hạ phục xuống xíu nữa ha. Rồi, cái bên cũng là MX 125,
Đó, mẫu đèn tròn em ha. Con này biển 70 215 thì giá hôm nay chỉ còn 23 triệu thôi. Đó, con này thì có lên ghi đông đồ chơi này ha, tay thắng tay côn đồ chơi. Đấy. Ok. Zin biển 70 ha. Rồi, lên chìa khóa đồ chơi luôn. Có kiểu luôn anh em nhé. Con này thì đi cũng khá nhiều, 54.000 cây. Để xem là đấy, con này thì ô đồ cũng rất nhiều nhưng mà máy móc còn rất êm anh em nhé. Máy móc rất là êm luôn, thì thầm lắm anh em ạ. Tuy nó đã đi 54.000 cây nhưng máy móc cũng rất êm mà giá rất mềm ha. Đó, 23 triệu ha. Đây, còn những mẫu mới hơn thì đây. MSX Honda MSX 125. Con này thì biển 70, đăng ký 218 anh em nhé. Đấy, màu cam, đăng ký 218. Giá cũ của nó là 32. Hôm nay giảm 2 triệu chỉ còn 30 triệu thôi ha. Giảm chỉ còn 30 triệu thôi, mình sẽ xem nào. Rồi, con này hết bình luôn rồi. Hết bình luôn rồi ha. Con này thì cũng có lên một cây bô đồ chơi thôi. Đấy, 30 triệu. Tiếp theo là một em màu vàng này, con này đăng ký 219 nhá. Con này thì đang rút hồ sơ thôi. Giá cũ của là em nó là 33. Hôm nay giảm chỉ còn 31 triệu thôi. Đấy, 31 triệu anh em nhé. 31 triệu có em MSX 125 của Honda. Con này thì odo là 16.543 cây. Đấy. Xe con này thì xe zin đét luôn. Có lên cái baga sau thôi, còn đâu xe zin hết nhá. Xe còn rất đẹp luôn. Xe zin ha. Chưa lên đồ chơi gì hết nhá. Rồi ok, 31 triệu. Kế bên cũng là một em MSX luôn, màu đỏ nhá. Đấy, màu đỏ, con màu đỏ này thì cũng đăng ký 218 nhá. Hôm nay thì giảm giá chỉ còn 29 triệu thôi. Đó. 29 triệu biển 67 nhá. Rồi mình sẽ xem ô đô con này bao nhiêu nữa ha. Rồi, con này thì hết bình, hết bình. Rồi. Chứ cuối cùng của MSX là con màu đen. Con này thì 218 nhá, biển thành phố 59 luôn. Hôm nay giảm giá cũng chỉ còn 32 triệu thôi. Đấy, 32 triệu anh em ha. Con này thì mình thấy là xe còn zin ha, chỉ có lên cái xi nhan đồ chơi thôi ha. Đó. Mấy con bình không nè, mấy con này thì hình như để trên trung kho cũng khá lâu rồi nè. Đó, Odo con này đi 29.000 cây. Đấy. Đó, rất mềm luôn ha. À, còn em FFZ 150i nữa ha. Đây là một em FFZ 150i. Con này thì đăng ký 215. Đấy, biển 67 nhá. Giá cũ của em nó là 30 triệu 9, hôm nay thì giảm chỉ còn 28 triệu thôi. 28 triệu nhá. FZ 150i nhá. Đấy. Xe zin đét luôn em nhá. Máy móc thì thầm. Đấy. Con này thì ô đô cũng đi cũng khá nhiều nhưng mà máy móc còn có em. Ô đô 45.000 cây nhưng máy móc còn em lắm anh em ha. Đấy, FZ 150i. Hầu như đợt này thì tất cả dòng xe tại cửa hàng thì đang giảm giá anh em nhé. Anh em mà đang cần dòng xe nào thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cửa hàng để kiếm một em cho mình với giá tiền khá là mềm luôn. Nó báo là đi bao nhiêu ngàn cây. Rồi. Đây, còn một chiếc siêu độ ha. Con này thì hôm trước có báo giá cho anh em một lần nữa này. Con này thì hôm nay thì cũng đang giảm giá ha. Đây là chiếc MSX 125cc. Hôm nay thì cũng đang giảm giá. Thôi mình sẽ đi đến đồ chơi trước nhá. Đồ chơi thì con này thì lên rất là nhiều rồi. Đó, lên gấp sau này. Gấp sau thì giống như của vòng phân khối lớn em nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Lên bô này. Cổ bô Titan em nhá. Đây. Đấy, quay lại cho anh em xem cho kỹ ha. Đấy, cổ bô Titan này. Ốp lốc máy này ha. Đấy, gấp sau gấp đồ chơi. Đấy, phuộc nitron. Đấy. Và đến bánh trước thì cũng là cặp niềng. Lốp thì cũng là một cặp đỏ luôn anh em nhé. Đây, cầm đỏ hết nhé. Nó đỏ lên bánh lớn hơn này anh em nhé. Bánh lớn hơn nhìn rất là ngầu luôn. Đó, tay thắng dây dầu này, heo Rambo này ha. Ốc Titan siêu nhiều luôn. Đó, đây, cụm niềng chi là hầu như đỏ gần hết rồi. Hầu như chỉ cục máy là zin thôi á. Trên đây thì có tay thắng tay côn Rambo. Đấy,
trợ lực Racing Boy ha. Đấy, nhìn theo. Đấy, ghi đông cũng ghi đông đồ chơi hết nha. Đèn đồ chơi ha. Đó, đèn LED đồ chơi hết rồi. Đó. Đổ lại từ đầu đến đuôi. Thì con này hiện tại cửa hàng đang giảm giá, con này bây giờ chỉ còn 39 triệu thôi. Đó, 39 triệu, đăng ký 2019 nhá. Ở giá cũ nó là 42 thôi. Đó, giảm chỉ còn 39 triệu thôi. Xe cực kỳ đẹp luôn. Không biết là quản bình nổ máy cho anh em nhiệt thiệt tiếng máy ha. Ô đô con này đi 30.000 cây. Đấy, máy móc thì thầm luôn. Đèn LED này, có cái đèn LED này rất là đẹp luôn anh em này. Đó, anh em thấy không? Đó, ok. Siêu đẹp luôn. Rồi, thì mình mới cập nhật cho anh em cái dòng xe giá rẻ nhất tại cửa hàng. Thì anh em mà quan tâm thì anh em cứ tới trực tiếp cửa hàng, là địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Chí An, Bình Dương nhé. Số điện thoại cửa hàng là 092-770-448 nhé. Cửa hàng vẫn có hỗ trợ trả góp, ship xe cho anh em mọi miền Tổ quốc luôn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái clip tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ đồng cho mình ha. Rồi, tạm biệt anh em ha.